Thật sự các bạn ơi, dâu tây mình thu hoạch tại vườn. Ngọt dã man các bạn ạ. Mình không ngờ lại ngọt như thế, mà đây là dâu tây mình không hề chăm một chút nào mà nó lại ngọt như thế này. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thời gian vừa rồi mình rất là bận nên là mình không có thời gian nhiều để làm clip để quay cho các bạn xem. Và ngày hôm nay mình sẽ quay khu vườn của mình sau một thời gian dài. Mình cũng không có thời gian để chăm sóc nữa, nên là ra xem nó như thế nào rồi các bạn nhé. Đây là khu vườn ngoài ban công của mình này. Sau một thời gian dài mình không có thời gian chăm sóc. Wow, các bạn thấy này, rau húng bậc hà của mình này lên tốt chưa? Lên rất là tốt, thân rất là mập luôn. Mà đây là mình không có thời gian chăm sóc đấy. Cái này là mình trồng từ gốc đấy các bạn. Các bạn cứ lấy cái cành của nó, các bạn ngâm ra nước, xong rồi các bạn cắm xuống cũng được. Hoặc là các bạn cắm trực tiếp luôn cũng được, không cần phải ngâm ra rễ đâu. Đây là cái này mình cắm trực tiếp này, nên rất là tốt luôn, tí mình sẽ thu hoạch luôn. Nên rất là tốt, mà húng bậc hà này ăn rất là tốt. Các bạn có thể uống nước cũng được. Wow, cây cà chua của mình này. Cây cà chua của mình lên rất tốt này. Wow, ra hoa rồi này các bạn này. Bây giờ mình sẽ thu hoạch hành và rau cải cúc rồi. Cúc này mình cũng trồng từ gốc. Và hôm nay mình sẽ thu hoạch cà chua, dâu tây này các bạn này. Wow, các quả này chín này, thích chưa? Wow, rất là sai luôn. Wow, dâu tây chín này các bạn này. Wow, quả to chưa? Tí mình sẽ thu hoạch. Lá lốt này mình cũng trồng từ cành này các bạn này, mình cứ cắm vào thôi này, lên này rất là tốt này. Tí mình cũng thu hoạch. Wow, còn cái cây này này, ôi lâu không chăm sóc nó này. Nó ra quả này, nhưng mà quả cũng khá là bé các bạn ạ. Đây, cái này ra ngó này. Vỏ trứng mình bóp ra mình cho đây, có canxi cho cây phát triển rất là tốt đấy các bạn. Wow, dâu tây này. Wow, dâu tây ra hoa này các bạn này. Wow. Ôi, ra hoa này. Ôi, ra hoa này là đậu quả rồi này. Đấy. Wow, cái này là đậu quả này các bạn này. Mình không có thời gian nhiều chăm sóc ấy. Ô, này cũng là quả này. Ô, rất là thích. Cái này thì không có quả lắm. Wow, đây các bạn này. Wow, quả này. Nên rất là thích luôn. Ôi, mấy cái hoa này, cái hoa đen đen này là không đậu này. Ô, cái này lên rất nhiều này. Đây, lên quả này. Tí mình sẽ thu hoạch nhá. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thu hoạch dâu tây các bạn nhé. Wow, các bạn nhìn dâu tây to chưa? Wow, nhìn rất là thích. Hôm nay mình sẽ thu hoạch. Đây là dâu tây là mình còn không có thời gian chăm đấy các bạn ạ. Wow, các bạn nhìn này, quả dâu tây to chưa? Các bạn ngắt quả thì các bạn nên ngắt tận gốc nhé. Như thế thì nó sẽ không, cây nó không phải bị nuôi dinh dưỡng cho những cái cành khác để nó tập trung nó phát triển nó to quả các bạn nhé. Các bạn bỏ trứng thì các bạn đừng vứt đi, các bạn cứ rắc lên gốc này. Nó gốc canxi cho cây, cây phát triển rất là tốt đấy các bạn. Wow, cái này này, mấy lần thời gian nữa có thể thu hoạch rồi này. Wow, đây hai quả dâu tây này. Đây tiếp. Ôi các bạn nhìn này, đây thì bé quá, chưa có quả. Cái này là ngó này các bạn này. Đợi chung khi nó lớn lên mình có làm clip dạy các bạn cách lấy ngó rồi đấy. Các bạn có thể vào xem nhé. Đây, thu hoạch nốt đây. Thu hoạch nốt hai quả dâu tây này nữa. Wow, thích quá. Mình kéo cắt. Các bạn nhớ là cắt tận gốc nhá, chứ không phải nuôi thân của nó. Wow, các bạn nhìn chưa? Quả này thôi, chưa chín, mình chưa vặt. Wow, các bạn thấy này, rất nhiều này. Rất nhiều. Và các bạn nhớ lưu ý giúp mình nhá, là cái cây dâu tây ấy mà nó đang ra hoa như này nhá, là các bạn đừng có tưới nước vào. Các bạn tưới nước vào nó không đậu quả đâu. Đó, xem còn, đây còn nữa. Mình thu hoạch nốt dâu tây ở đây. Wow, rất nhiều luôn. Rất nhiều hoa quả luôn. Và các bạn nhìn này, đầu hoa nó mà đen như thế này này thì nó không đậu quả đâu các bạn nhé. Nó không đậu quả đâu, các bạn ngắt đi. Ngắt đi để cho nó lấy dưỡng chất, nó nuôi những cây khác. Đây là dạo này mình bận quá, mình không thời gian chăm sóc ấy. Đấy, chứ còn chăm sóc thì nó sẽ nên tốt hơn đấy. Mình cứ để kệ thôi, mình chả chăm sóc. Các bạn được thể ngắt những cái lá dài đi thì nó sẽ lấy dinh dưỡng nó cho quả to hơn. Đây, một quả. Còn đây quả nữa này. Đậu năm nay dâu tây mình nên ra rất là nhiều quả luôn các bạn ạ. Quả ở đây thì không được to lắm nhưng mà cũng được. Thế ngày hôm nay mình cũng thu hoạch được 5
quả dâu tây rất là to. Đây các bạn nhìn này. Đấy, 5 quả dâu tây rất là to. 2 quả này, 3 quả này rất là to này. Này các bạn nhìn, đây là giống dâu tây New Zealand này. À dầm, cái gì nhỉ? Mình quên nhỉ. Đây, các bạn nhìn hoa tím này. Nhìn rất là đẹp. Giống Hà Lan à, giống Hà Lan. Đấy, nó đang đậu quả này. Rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch rau cải cúc nha các bạn nhé. Cải cúc này là mình mua về ăn ấy, xong rồi mình lấy gốc mình trồng. Như này thì nó cũng không được bao nhiêu, cái này thì để nấu mì hay là gì đó thôi, chứ còn để ăn cả gia đình thì cũng không được nhiều. Nhưng mình cũng thu hoạch. Đấy. Để lên cao quá. Cái này thì đáng nhẽ các mình phải thu hoạch sớm hơn, nhưng mà mình bận quá, mình cũng không có thời gian nữa. Chứ không thu hoạch sớm hơn thì nó sẽ lên tốt hơn. Wow. Cái này mình trồng từ gốc hết. Cái này cũng được bữa rau lúa mì ăn rồi. Thân cây này các bạn nhìn thấy chưa, lên rất là già rồi, cái này vặt lá rồi. Thu hoạch để nó lên những mới. Còn chỗ này mình đang gieo hạt rau các bạn. Rồi, thu hoạch hành nhá. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để thu hoạch hành, làm sao mà để hành chúng ta có thể ăn được suốt các bạn nhé. Hành này là mình cũng mua từ, mình trồng từ gốc thôi. Mình mua ở ngoài chợ về, xong rồi gốc mình trồng. Các bạn tỉa như này này. Đấy nhá, các bạn cứ tỉa hành như này này thì lúc nào nó sẽ ra được hành mới. Còn nếu mà các bạn cắt ngắn đi ý, thì hành nó sẽ không ăn được nữa đâu. Nó sẽ trụi đấy. Các bạn làm như này này thì nó sẽ mọc ra một lớp hành mới. Mình thu hoạch lá để ăn thôi. Còn các bạn nếu mà thích, nếu mà thấy không, hành của mình này nên rất là mập. Mình nhà mình trồng ở rau ở ban công ấy, nên là gió nên là nó hay. Các bạn nhớ nhá, là các bạn phải thấy đây này, các bạn phải tước cái này đi này. Tước cái này đi thì hành nó mới lên được. Nó lên được nhánh mới, còn nếu không tước đi là nó sẽ không lên đâu. Đấy, mình tước đi như này này. Đấy, mình thu hoạch lên lá ăn thôi. Đấy là nhiều bạn cũng hỏi mình là vì sao hành của mình cứ trồng ăn được, thu hoạch được mấy lần cái là nó trụi hết. Tại vì các bạn cắt, các bạn đừng cắt, các bạn hãy tỉa như này mà các bạn bóc cái này ra này, bóc cái này ra để cho lên những chồi mới đấy. Nhiều khi không ôi, cái cà chua của mình nó ra hoa đấy, chắc là khoảng thời gian nữa là ra quả. Mình cũng không, dạo này mình bận quá, mình không thời gian chăm, mình cứ để nó tự mọc, nó tự lên. Các cái cây kia của mình cũng rụi hết nhiều rồi. Hành lên rất tốt luôn. Đây các bạn cứ tỉa cái này cho mình này. Đấy. Tỉa này để cái ngọn lá non lại, còn mình lấy cái lá già thôi. Ừ, chắc là mình hôm nay mình ăn thu hoạch con này hành để ăn thôi, còn cái hành này thôi để lại. Bây giờ ăn cũng không hết. Để vào đây. Bây giờ mình đi thu hoạch lá bạc hà các bạn nhé. Cây bạc hà này nên dễ lắm các bạn ạ. Đây này, các bạn thích trồng nhá, mình hướng dẫn các bạn này. Các bạn chỉ lấy cái gốc, có thể lấy thân gốc cứng của nó đây này, xong các bạn vặt đi, nó đẻ ra từ cái các thân này, nó ra nhánh rất là nhiều các bạn ạ. Xong rồi các bạn chỉ cần cắm vào, các bạn phải cắm ra nước ra rễ cũng được, hoặc là các bạn cắm trực tiếp vào đây này. Đấy, cắm vào đất này, xong rồi tưới nước vào dần nó lên thôi, nên rất là tốt này. Anh nhìn thấy chưa, cây bạc hà của mình này lên rất là mập luôn. Trời thì trời lạnh, đón nay mình sẽ thu hoạch rau bạc hà này. Các bạn có thể ngâm nước uống, cũng pha nước uống rất là tốt, hoặc là làm gia vị ăn cũng được, nên rất là tốt. Đây mình sẽ thu hoạch cái này, một thời gian nữa lại lên rất là tốt luôn đấy. Cái bậc hà này mình có làm clip chia sẻ cụ thể các bạn cách trồng như nào đấy. Các bạn có thể vào album của mình các bạn xem nhé. Nó đẻ nhánh rất là nhiều, các bạn cứ thu hoạch cái này xong đi thì nó sẽ lên nhánh rất là nhiều. Này, rất là tốt luôn. Còn các bạn thích trồng thêm thì các bạn có thể lấy gốc của nó, các bạn trồng cắm vào đất là nó lên. Wow, lên rất là tốt luôn. Bậc hà rất là nhiều. Wow, đây này, một chậu này được bằng này rau luôn. Này mình đây còn cả đây nữa này các bạn này.
ở đây này, nhưng thôi hôm nay mình sẽ thu hoạch bằng này thôi, không nhiều quá ăn không hết. Rồi thu nốt cái chỗ này nữa đi. Đây các bạn nhìn này, đây mình sẽ cắt đi cho nó đẻ ra. Các bạn cứ cắt đi nó sẽ đẻ nhánh ra nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cái này, không mình thu hoạch cả thêm rau mùng lá nốt nữa, cây lá nốt nữa. Mọc thì rất tốt luôn. Được mớ rau sạch ở tại nhà này. Rồi đến thu hoạch cà lốt nha. Cà lốt này mình cũng đây này các bạn thì cần lấy đây này. Các bạn cắm vào đất trực tiếp hoặc là các bạn ngâm vào nước thì nó ra rễ thì các bạn trồng. Nếu mà ngâm vào nước ra rễ thì trồng mới dễ hơn, còn nếu bạn cắm vào đây mà các bạn chăm không cẩn thận ấy thì nó sẽ không lên. Đây mình sẽ cắt đi để mình thu hoạch nên lá. Lên rất tốt luôn. Mình ở trồng ngoài ban công ấy, nó không có nhiều đất ấy, nên thật ra là mình trồng để thích là chủ yếu thôi. Đấy, chứ còn nếu mà để hiệu quả ăn thì cũng không ăn được nhiều. Nhưng mà mình trồng cái này, mình sẽ ăn mấy cái này mình rất thích. Kiểu rau mình tự trồng ấy, lá lốt mình mua ngoài chợ về mình lấy cái gốc mình trồng thôi. Nó lên rất là tốt. Đây mình thu hoạch này, còn này sau dẫn sẽ lên, nó sẽ lên những cây mới. Này, bạn nhìn này, rau này. Đây tốt chưa? Mình thu hoạch luôn đi. Đấy các bạn cắt này nhá, nó đẻ nhánh ra rất là nhiều. Mà nhất là cái cây, mấy cây này trời mát mát một chút ấy thì nó lên rất là tốt, còn mùa hè lên thì nó không được tốt lắm. Thu hoạch luôn. Này sẽ đẻ nhánh ra tốt. Tiếp. Đây các bạn nhìn này, lên tốt chưa? Nhưng thôi cái này mình không thu hoạch, để mấy bữa nữa ăn thì thu hoạch sau cũng được. Lá lốt hôm nay mình thu hoạch hết luôn. Mình thu hoạch hết luôn. Đây còn cả rau muống lá nữa. Thu hoạch tốt. Wow, hôm nay thu hoạch rất là nhiều luôn. Thu hoạch rau muống lá các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Lên rất là tốt luôn này. Mình nghe cái này mình cũng trồng bằng gốc hết đấy, chứ mình không mua hạt gì đâu. Mình cứ mua lấy gốc, mình cắt lấy cái cành các bạn cắm vào được mấy cái rau húng này nó lên dễ lên lắm. Mình có làm nhiều clip hướng dẫn các bạn cụ thể đấy, các bạn có thể vào xem. Lên rất là tốt. Đấy, thu hoạch rất là nhiều rau. Ngày xưa mình trồng nhiều loại rau lắm, nhưng mà về sau đất không rộng nhiều nên mình quyết định mình trồng mấy rau thơm thôi. Này hành này. Hành này. Để lâu này, lên cả củ này các bạn, là lên cả hoa này. Thế có thể thu hoạch sau vậy, mà thu hoạch nhiều quá ăn không hết. Rồi, bây giờ mình cứ xem thành quả của mình nhá. Rau mùi này, một đống hành này, hành lá này, rau sạch tự nhiên luôn các bạn này. Đây, rau cúc này, cải cúc này, rau này thì để ăn này. Wow, rất là nhiều luôn đấy. Này, được hẳn 2, 4, 5 quả dâu tây. Rất là thích. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Đây là thành quả thu hoạch ở ngoài vườn, ban công của mình. Diện tích rất là nhỏ nhưng mình thu hoạch cũng rất là khá rau để ăn đúng không nào. Đây là dâu tây này, mình rất thích này. Mình trồng mình rất thích. Ủa, quả to quá. Sắp tới rồi. Thời gian mình sẽ rảnh nhiều thì mình sẽ quay nhiều clip cho các bạn xem nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới. Rồi, cảm ơn các bạn.